Trong cuốn nhật ký, Rosenberg đã phác thảo kế hoạch chiếm đóng Liên Xô và tàn sát người Do Thái, cũng như người dân các nước Đông Âu khác. Ngoài ra, nhật ký còn cung cấp thêm nhiều chi tiết về các cuộc họp giữa Rosenberg với Hitler và các nhân vật đầu não khác của Đức Quốc xã, trong đó có cả Heinrich Himmler, chỉ huy trưởng lực lượng SS và Hermann Göring, từng được coi là nhân vật số 2 của Đức Quốc xã. Tài liệu này có một tầm quan trọng đáng kể trong việc nghiên cứu thời kỳ Đức Quốc xã, đặc biệt là cuộc tàn sát đẫm máu người Do Thái. Việc phân tích cuốn nhật ký có thể giúp làm sáng tỏ thêm một số vấn đề quan trọng liên quan đến chính sách của đế chế thứ ba và giúp hiểu rõ tâm hồn đen tối của một người đàn ông cô độc. Alfred Rosenberg là một trong những nhà lý luận đầu tiên và tiếng tăm nhất của chế độ phát xít Đức, đặc biệt trong lĩnh vực chủng tộc. Rosenberg từng là bộ trưởng lãnh thổ miền Đông dưới thời Hitler. Nhân vật này cũng là tổng biên tập tờ báo phát xít và điều hành lực lượng đặc nhiệm Reichsleiter Rosenberg, đơn vị chuyên thu giữ các tài sản tôn giáo, văn hóa và nghệ thuật gốc Do Thái. Tháng 10 năm 1946, Rosenberg bị tòa án Nuremberg kết tội có hành vi chống lại loài người và tuyên án tử hình cùng hàng chục quan chức chấp bù dưới thời Hitler. Cuốn nhật ký của Rosenberg từng được các công tố viên giữ làm bằng chứng đã biến mất một cách bí ẩn sau khi phiên tòa kết thúc. Robert Kemner, một trong những công tố viên tham gia xét xử, bị nghi ngờ là người đã đánh cắp và đưa cuốn nhật ký này tới Mỹ.